Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ ưu tiên đội U23 đem lực lượng mạnh nhất tới vòng loại U23 châu Á 2020 được tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng này. Ngày 1 tháng 3 vừa qua, cuộc họp đặc biệt được tổ chức tại Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT. Chủ tịch FAT ông Somiot Pumpanmuong cùng với huấn luyện viên Sirisak Yoathai của tuyển Thái Lan, ông Alexander Gama của U23 Thái Lan, ông Isara Sritaro, huấn luyện viên trưởng đội U19 Thái Lan và các quan chức đều tham dự. Ba đội tuyển Thái Lan đều có những giải đấu quan trọng trong tháng 3. Tuyển quốc gia thì đi Trung Quốc để dự giải tứ hùng với chủ nhà Trung Quốc, Uruguay và Uzbekistan. Trong khi đó thì tuyển U23 sang Hà Nội đá vòng loại U23 châu Á 2020, giải đấu mà Thái Lan sẽ là chủ nhà ở vòng chung kết. Còn U19 Thái Lan đến Nha Trang của Việt Nam để dự giải U19 quốc tế cùng với Myanmar, Việt Nam và Trung Quốc. Để dung hòa nhân sự cho ba đội tuyển này thì người Thái đã quyết định ngồi lại với nhau. Chủ tịch FAT ông Somiot Pumpanmuong đã phân tích: "Chúng tôi bàn bạc về nguy cơ quá tải cho các cầu thủ. Chúng ta có vài cầu thủ trẻ đủ khả năng khoác áo đội tuyển quốc gia. Những cầu thủ xuất sắc như là Supachai Chadet, Gorachit Kanisribunfen, Supachok Sarachat và Ratakon Maikami có thể sẽ khoác áo cả đội tuyển U23 lẫn tuyển quốc gia. Vấn đề là giải đấu trên đất Trung Quốc chỉ có ý nghĩa giao hữu, trong khi vòng loại U23 châu Á thì lại quan trọng hơn hẳn, vì đây đồng thời là giải đấu chuẩn bị cho U23 trước vòng loại Olympic. Chúng ta sẽ chọn những cầu thủ tốt nhất cho đấu trường U23. Người đứng đầu bóng đá Thái Lan khẳng định các huấn luyện viên trưởng phải thông cảm cho hoàn cảnh của nhau, đồng thời tập trung tối đa cho đội U23. Tuyển quốc gia Thái Lan sẽ không được gọi người từ U23 và U19 Thái Lan trong thời gian này. FAT sẽ hành động để Chanathip Songkrasin, Thitiphan Pongrang và Theratorn Bunmathan trở về phục vụ đội tuyển quốc gia ở China Cup 2019. Người Thái cũng gửi lời đề nghị tới các tài năng Thái Kiều đang chinh chiến khắp nơi trên thế giới. Họ quyết định mở cửa để đón nguồn lực mới về cho đội tuyển quốc gia. Hướng đi của bóng đá Thái Lan trong năm 2019 và 2020 đặt trọng tâm vào đội tuyển U23. Người Thái là chủ nhà vòng chung kết U23 châu Á 2020 và còn là nền bóng đá số 1 của Đông Nam Á. Thành công liên tiếp từ Việt Nam và Malaysia ở các đấu trường trẻ cùng với chiến công của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 đã thực sự khiến người Thái nóng mặt. Với tư cách là chủ nhà thì Thái Lan sẽ không phải đá vòng loại U23 châu Á, nhưng giống như trường hợp của Trung Quốc tại U23 châu Á 2018 thì người Thái chủ động đề nghị được dự vòng loại. Kết quả bốc thăm đã đưa họ vào cùng bảng với hai đối thủ đầy duyên nợ ở khu vực, đó là Việt Nam và Indonesia. Vòng loại này đối với Thái Lan cũng rất quan trọng vì đó là cơ hội hiếm hoi cho họ tổng duyệt lực lượng trước giải đấu sang năm. Trong số những tài năng trẻ của U23 Thái Lan thì Warachit Kanit Sribampen đã từng 2 lần sút tung lưới U19 Việt Nam của Quang Hải hồi năm 2015. Còn Ratakon Makami đang khiến Xuân Trường phải chầy chật cạnh tranh ở Buriram. Họ đều tới Hà Nội dự vòng loại U23 châu Á vào cuối tháng này. Khép lại cuộc họp thì Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã tuyên bố kết quả ra sao thì chúng ta vẫn dự vòng chung kết U23. Chúng ta là chủ nhà, cho nên nhiệm vụ quan trọng nhất của tuyển Thái Lan là mang niềm vui về cho người hâm mộ. Đó cũng là điều mà liên đoàn, tất cả các huấn luyện viên và cầu thủ cần phải hiểu rõ. Các cầu thủ trẻ cũng cần tích lũy kinh nghiệm trong áp lực thi đấu ở nước ngoài. Bởi thế thì chúng ta phải thắng tất cả các mặt trận quan trọng nhất. Đó là điều mà chúng tôi kỳ vọng ở đội tuyển U23. Trước đó thì tại giải U22 Đông Nam Á vừa kết thúc ở Campuchia, tuyển U22 Thái Lan do huấn luyện viên Alexander Gama dẫn dắt đã gây thất vọng khi mà để thua Indonesia ở trận chung kết. Trong suốt giải đấu, lối chơi của voi chiến cũng không để lại nhiều ấn tượng với người hâm mộ. Thế nhưng phát biểu với truyền thông Thái Lan sau khi trở về nước thì huấn luyện viên Gama vẫn cực kỳ tự tin vào thành công ở những đấu trường sắp tới. Nhà cầm quân này cho rằng là ông không có lực lượng mạnh nhất ở giải U22 Đông Nam Á, nhưng vòng loại U23 châu Á 2020 chuẩn bị diễn ra tại Hà Nội thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Lúc đầu chúng tôi đã hy vọng sẽ vô địch giải U22 Đông Nam Á, nhưng chúng tôi không đặt nặng chỉ tiêu cho các cầu thủ. Cuối cùng thì dù không lên ngôi, nhưng chúng tôi đã lọt vào chung kết. Đó là kết quả không đến nỗi tồi tệ, bởi những gương mặt tham dự giải này vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm.
Tuy nhiên, giải đấu tiếp theo thì chắc chắn là sẽ rất khác. Chúng tôi có nhiều sự bổ sung chất lượng vào đội hình U23 Thái Lan. Đó sẽ là đấu trường mà chúng tôi không được phép thất bại. Còn ở vòng loại giải U23 châu Á thì chúng tôi sẽ đối đầu với cả U23 Việt Nam lẫn Indonesia ở tại Hà Nội. Chắc chắn là chúng tôi sẽ làm cho họ phải ngạc nhiên. Chắc chắn là họ sẽ chưa thể nhận ra được hết khả năng của chúng tôi nếu mà chỉ nhìn vào giải U22 Đông Nam Á. Với bóng đá Việt Nam, vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra ở Mỹ Đình vào ngày 22 đến ngày 26 tháng 3, có nghĩa rất quan trọng. Đây là đấu trường mà chúng ta nằm ở bảng K cùng với U23 Thái Lan, Indonesia và Brunei. Vài ngày trước thì huấn luyện viên Park Hang-seo sau buổi họp với VFF cũng đã tham khảo ý kiến của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, đã triệu tập danh sách sơ bộ gồm có 30 cầu thủ. Đáng chú ý là các cầu thủ ở đội tuyển quốc gia như là Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu, thủ môn Tiến Dũng, Tiến Linh và Đức Trinh cũng sẽ góp mặt. Tương tự U23 Việt Nam thì U23 Thái Lan dự kiến là cũng sẽ bổ sung những nhân tố rất là tốt. Do vậy màn đối đầu giữa hai đội tuyển ở Hà Nội vào tháng 3 này sẽ hứa hẹn rất là thú vị. Và đây là lúc mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cần có sự chuẩn bị thực sự là chu đáo trước khi mà đối đầu với người Thái. Về phía đội tuyển U23 Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo rất muốn có trung vệ Đình Trọng ở trong thành phần của đội tuyển U23 Việt Nam để dự vòng loại giải U23 châu Á vào tháng 3 này. Tuy nhiên thì tình hình chấn thương của Đình Trọng vẫn còn là một dấu hỏi và không thể không tính đến phương án thay thế khi mà cần thiết. Sau AFF Cup 2018 thì Đình Trọng đã sang Hàn Quốc chữa trị chấn thương. Hiện tại thì cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội đang trong quá trình hồi phục rất tốt. Nhưng anh có kịp hồi phục cho vòng loại giải U23 châu Á sắp diễn ra hay không thì lại là chuyện khác. Huấn luyện viên Park Hang-seo luôn cần có sự có mặt của một trung vệ xuất sắc cỡ Đình Trọng ở các đội tuyển. Bởi đây đơn giản là trung vệ số 1 của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Đồng thời cũng là một trong những trung vệ hàng đầu của Đông Nam Á ở thời điểm này. Ở Asian Cup 2019 thì Đình Trọng đã một lần vắng mặt vì chấn thương. Nhưng mà ở thời điểm đấy, cấp độ đội tuyển quốc gia, ông Park vẫn còn các trung vệ như là Bùi Tiến Dũng, đặc biệt là Quế Ngọc Hải, sẵn sàng thay thế tốt cho vai trò của Đình Trọng. Còn ở cấp độ đội tuyển U23, thực chất là U22 nhằm đón đầu vòng chung kết U23 châu Á vào đầu năm 2020, thì đội bóng đá nội chưa có nhiều trung vệ giỏi như Đình Trọng. Nếu mà cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội vắng mặt, thì hàng phòng ngự của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ vất vả hơn rất nhiều trước các đối thủ Indonesia và Thái Lan khi mà đối đầu với các đội này ở tại bảng K vòng loại U23 châu Á. Dù vậy thì huấn luyện viên Park Hang-seo có thể sẽ phải chuẩn bị nhân sự để thay thế cho Đình Trọng là vừa, bởi tình hình chấn thương của trung vệ đang khoác áo đội bóng thủ đô vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Trong trường hợp mà Đình Trọng không thể thi đấu thì hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu có thể sẽ được huấn luyện viên Park Hang-seo kéo vào giữa đá trung vệ giống như cách mà ông Park từng áp dụng ở một số trận đấu tại Asian Cup 2019 vừa qua. Dẫu biết việc điều Đoàn Văn Hậu vào giữa để đá trung vệ có thể khiến cánh trái của đội tuyển U23 Việt Nam giảm uy lực trong tấn công, nhưng gì thì gì, mọi huấn luyện viên đều muốn đội hình của mình an toàn trong việc bảo vệ khu vực trước cầu môn cái đã. Những người đá ở bên cạnh Đoàn Văn Hậu ở trung tâm hàng hậu vệ của đội U23 Việt Nam trong những ngày tới có thể đều là những cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội, trong đó là các cái tên Thành Trung và Thái Quý là những cái tên sẽ được nhắc tới. Nếu tính luôn cả thủ môn Bùi Tiến Dũng thì hàng thủ của đội tuyển U23 Việt Nam có thể là hàng thủ đến từ đội bóng của đương kim vô địch V-League. Điều này có khi càng tốt cho sự ăn ý của hàng thủ, bởi những cầu thủ đã chơi cùng câu lạc bộ sẽ hiểu nhau và ăn ý với nhau hơn. Huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn là rất cần mẫu trung vệ vừa khôn khéo vừa khỏe để đối đầu với các chân sút lực lưỡng của đối thủ đến từ Thái Lan và Indonesia ở vòng loại U23 châu Á. Nhưng có lẽ thì ông cũng đã tính đến khả năng trung vệ này không kịp bình phục bằng các phương án mới. Với tài năng dẫn dắt của các ông thầy người Hàn Quốc là ông Park Hang-seo và ông Lee Yong-jin, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cầu thủ U22 Việt Nam, hứa hẹn sẽ mang đến những trận cầu mãn nhãn cho người hâm mộ Việt Nam.